One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn 2DS, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ chiều thứ hai ngày 18 tháng 12. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua các tin tức đã diễn ra trong đêm hôm qua và sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương Ukraine. Chúng ta có tin tức đầu tiên đến từ phía Nga, khi Phó Đại sứ Thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Bolyansky đã nói rằng Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội ký kết một thỏa thuận hòa bình có lợi. Bây giờ, bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được sẽ phản ánh sự đầu hàng của đất nước này. Khả năng cao, đây không phải là góc nhìn riêng của Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, mà chính là góc nhìn chung của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cung điện Kremlin. Và như vậy, nước Nga sẽ chắc chắn đánh đến mức Ukraine và phương Tây phải đầu hàng thì thôi. Trong khi đó, ở Ukraine, tình thế đang rất tuyệt vọng, nhất là trong vấn đề tuyển quân. Đại biểu Quốc hội Ukraine Mariana Bezula hôm qua đã nói về những gì đang được chuẩn bị trong dự luật huy động mới ở Ukraine. Cảnh sát, Cục An ninh Kinh tế và Cơ quan Quản giáo sẽ mất quyền hoãn thi hành án. Cũng theo bà, độ tuổi nhập ngũ sẽ giảm xuống. Điều quan trọng nữa là phụ nữ thời gian tới cũng sẽ phải đăng ký nghĩa vụ quân sự bình đẳng với nam giới. Đây chính là bước cuối cùng trước khi Ukraine sụp đổ hoàn toàn. Không phải chỉ là về khía cạnh quân sự mà còn là chính trị, nhân khẩu học, văn hóa và nhiều thứ nữa. Thêm nữa, lại một video cho thấy hành động được cho là dân chủ đến từ chính quyền Ukraine. Cảnh sát và binh lính di chuyển vào bên trong một khách sạn hoặc club để bắt giữ đàn ông nhằm ép họ nhập ngũ. Một tin tức khác liên quan đến lĩnh vực quân sự tại Kiev. Chúng ta đang được chứng kiến một loại hình máy bay không người lái mới. Dù rằng ngoại hình khá là kỳ dị vì quân đội Ukraine đang muốn giá thành cho loại khí tài này càng rẻ càng tốt, nhưng vẫn có được những hiệu quả tương đương với UAV cảm tử Javelin của Nga. Theo như các nguồn tin, loại hình máy bay không người lái này có thể bay khoảng 750 km và mang theo 32 kg chất nổ. Không quá nhiều, nhưng dù sao, đây cũng là những nỗ lực đầu tiên của Ukraine trong việc cố gắng tạo ra một bảng sao chép của UAV cảm tử Javelin của Nga. Tiếp theo, chúng ta có thêm thông tin chi tiết về đợt tấn công bằng tên lửa Kinzhal của quân đội Nga trong ngày 14 nhắm vào sân bay quân sự Starogot-Tiantinip ở miền Tây, khiến rất nhiều quan chức cấp cao của NATO và quân đội Ukraine đã thiệt mạng. Đến hôm nay thì ta được biết đó là những quan chức đến từ Cộng hòa Séc và Ba Lan, chứ không có bất kỳ cá nhân nào đến từ Mỹ, Anh và những quốc gia thuộc NATO khác. Thêm nữa, có tin đồn cho rằng lực lượng đặc nhiệm Ukraine đang tìm mọi cách để khiến cho thông tin liên quan đến vụ việc này không lan truyền quá nhiều ra bên ngoài. Mạng di động và sóng điện thoại tại Starogot-Tiantinip đã bị ngắt vì chắc chắn rồi sẽ có rất nhiều người quay lại được diễn biến của đợt tấn công và chính quyền Ukraine cần phải ngăn chặn, không cho chúng được đưa lên. Ngoài ra, trong đêm hôm qua thì quân đội Nga đã tổ chức rất nhiều đợt tấn công bằng tên lửa nhắm vào Odessa. Tất nhiên rồi, vì chỉ cách đây vài ngày, quân đội Nga đã sử dụng máy bay không người lái công kích liên tục vào bán đảo Crimea. Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn rụng khoảng 40 chiếc. Mình đã cho rằng đợt tấn công đó của quân đội Ukraine là để nhằm mục đích do thám, rồi sau đó họ sẽ sử dụng đến tên lửa. Nhưng giờ thì người Nga đã nhanh hơn và ra tay trước. Hiện giờ thì vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy quân đội Ukraine sẽ tiếp tục tấn công. Có thể chúng ta sẽ cần đợi đến ngày mai hoặc là ngày kia. Quay trở lại với các tin tức trên tiền tuyến. Như nguồn tin cho biết, nhờ kết quả của các đợt công kích trực diện, quân đội Nga đã thành công chiếm lại một vùng lãnh thổ như thế này ở Crimea và vẫn đang tiếp tục hướng đến trung tâm khu định cư. Về phía quân đội Ukraine, chúng ta có video được đăng tải từ lữ đoàn cơ giới hóa số 37. Hai chiếc xe tăng Nga xuất phát từ bên trong khu rừng tiến vào Crimea. Chiếc đầu tiên đã đi vào một bãi mìn, phát nổ và dừng hoạt động. Còn chiếc thứ hai thì theo sau thì đã bị quân đội Ukraine công kích vào, khiến cho lực lượng Nga buộc phải rút lui về lại khu rừng. Hãy cùng nhìn lại một lần nữa. Đây chính là chiếc xe tăng đang tấn công vào quân binh Nga thì đã bị dội hỏa lực ngược lại và phát nổ. Nếu thể hiện trên hệ thống bản đồ, hai chiếc xe tăng đã xuất phát từ đây, rẽ sang trái, đi xuống dưới. Đến ngay vị trí này thì đã bị công kích và bộ binh Nga sau đó đã rút lui. Chúng ta có thể thấy quân đội Nga ngày nào cũng liên tục tổ chức những đợt công kích như vừa rồi, nên mình mong rằng trong ngày mai sẽ có được nhiều tin tức hơn tại đây. Di chuyển đến Nam Donetsk, dù rằng chưa có được video xác mình, nhưng lại một mapper nữa là Suryak Map đã xác nhận quân đội Nga hiện đã chiếm được nghĩa trang ở Novomikhailivka. Thêm nữa, vào khoảng 2 giờ sáng Ukraine, nhiều nguồn tin cho biết quân đội Ukraine đã quyết định rút lui toàn bộ lực lượng khỏi phạm vi phía nam khu định cư. Chính là khu vực mình đang vạch ra. Vậy những bước tiến của quân đội Nga trong thời gian tới khả năng cao sẽ còn nhanh hơn lúc trước. Họ sẽ cố gắng tiến đến sát trung tâm khu định cư để co ngắn tiền tuyến.
Nếu như bạn hỏi ý kiến của mình cho rằng quân đội Ukraine sẽ rút lui hết về phần phía tây Novomykhailivka. Vì khu định cư này quá dài, họ sẽ không thể kiểm soát hết, do đó cần phải thu gọn lại phạm vi giao tranh. Tuy nhiên, nếu người Ukraine quyết định làm như vậy, thì toàn bộ khu vực cánh đồng phía bắc Novomykhailivka sẽ tự động sụp đổ. Nói qua về Mariinka, chúng ta có một video cho thấy quân đội Nga thực hiện vô số những đợt tấn công bằng máy bay không người lái tại phạm vi phía tây bắc. Tuy nhiên, sẽ không thể xem do tính chất bạo lực. Nhiều nguồn tin cho biết, hiện quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn 100% Mariinka. Dù rằng chưa có video xác minh, nhưng khả năng cao điều này là thật. Vì thế, hãy cùng chờ đợi những tin tức tiếp theo. Di chuyển đến Ariska, hầu hết những tin tức chúng ta có đến từ mặt trận phía bắc. Một video xác nhận từ Dispatchmap cho thấy quân đội Nga tiến hành một chiến dịch với 3 đoàn xe bọc thép. Mỗi đoàn xe có khoảng từ 7 đến 10 chiếc, tức là loanh quanh 30 chiếc xe bọc thép đã được quân Nga sử dụng cho chiến dịch tấn công cách đây vài hôm. Video duy nhất chúng ta có là video này, còn đối với video có nội dung liên quan đến các đợt giao tranh thì chưa bên nào đăng lên. Hãy cùng đếm từ ở khung hình này, có 8 chiếc xe thiết giáp chở quân và không có bất kỳ một chiếc xe tăng nào. Mỗi chiếc thiết giáp chở quân có thể chở theo từ 10 đến 20 lính bộ binh, tức là có rất nhiều bộ binh đã được quân đội Nga sử dụng trong chiến dịch lần này. Chúng ta chưa biết rõ cụ thể là họ tấn công vào hướng nào. Dù sao thì vụ việc này chỉ mới xảy ra gần đây. Vậy nên hãy cùng chờ xem trong ngày mai có thêm thông tin chi tiết gì hay không. Có vẻ như là quân đội Ukraine cũng đã sẵn sàng cho điều này. Một video với nội dung không quân Ukraine thả bom vào phạm vi lân cận Krasnohorivka. Đây là một điều tương đối ngạc nhiên đối với mình vì những video như thế này thực sự rất hiếm. Ta không thể biết rõ là liệu có đúng lực lượng không quân Ukraine đã thực hiện những đợt tấn công vừa rồi hay không. Chỉ biết là người đăng tải video trên đã nói như vậy. Ngoài ra, còn có một vài video liên quan đến những đợt công kích bằng máy bay không người lái. Tuy nhiên, do có nhiều thi thể, binh lính trong video này nên mình sẽ không đưa lên. Một vài nguồn tin Ukraine cho biết, sau một vài đợt phản công, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát một vài vùng lãnh thổ ở khu vực phía bắc nhà máy hóa học. Chúng ta sẽ cần những video xác minh cụ thể hơn, do đó sẽ chưa vội thay đổi hệ thống bản đồ. Hôm nay, đã có rất nhiều tin tức từ mặt trận phía bắc. Vậy hãy cùng chờ xem ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nhận được video cho thấy các cuộc giao tranh hay không. Đến với Bakhmut, quân đội Nga trong hôm qua đã tổ chức một đợt tấn công nhằm chiếm nốt ngọn đồi nằm bên trên ngọn đồi 215.7. Ngoài ra cũng đã mở một mũi tấn công nhằm vào phần phía nam của Rychitka, từ đó bao vây khu định cư này từ hai phía. Trong đêm qua, người Nga cũng đã thành công bắt giữ thêm một vài binh lính Ukraine. Ví dụ như trong video này, họ đang tấn công vào một cứ điểm nhỏ. Sau đó, 5 binh lính Ukraine đã quyết định chọn mạng sống thay vì cái chết, tức là họ đầu hàng. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở ngọn đồi phía bắc. Một vài quân binh Ukraine đã đầu hàng để tiếp tục được sống. Vậy chúng ta thấy, không chỉ tiền tuyến Ukraine sụp đổ, mà lực lượng của họ đã không còn ý chí chiến đấu. Ngoài ra, còn có một video với nội dung là các đợt dội hỏa lực của hệ thống nhiệt áp hạng nặng TOS. Vì thế khả năng cao, hôm nay chúng ta sẽ nhận được thêm nhiều cập nhật từ vùng lãnh thổ này liên quan đến những bước tiến mới của quân đội Nga. Không có tin tức gì mới tại Bohdanivka và khu dân cư ở tây nam Bakhmut. Chỉ có một video duy nhất tại khu vực lân cận Kromove. Lữ đoàn số 3 đang sử dụng máy bay không người lái công kích vào bộ binh Nga. Điều này cũng đã xác nhận cho chúng ta những bước tiến của quân đội Nga dọc theo tuyến đường giao thông 0506. Di chuyển đến khu vực lân cận Fedorivka. Cách đây vài ngày thì quân đội Nga đã phát động một đợt tấn công bất ngờ từ Sarko và Seti hướng đến Fedorivka. Thành công chiếm thêm một vùng lãnh thổ. Quân đội Ukraine có vẻ như cũng đã cố gắng tập hợp lực lượng để phản công, nhưng họ vẫn không lường trước được đợt đẩy này từ kẻ địch. Vì thế, lực lượng Nga báo cáo rằng họ đã thành công tiêu diệt hai nhóm binh lính Ukraine tại đây nhờ vào kết quả của các đợt pháo kích, ép cho toàn bộ những đơn vị còn lại phải lùi sâu hơn về Fedorivka. Hãy cùng chờ đợi những tin tức mới đến từ khu định cư này, vì quân đội Nga hoàn toàn có khả năng đẩy nhanh chiến dịch của họ để chiếm đóng toàn bộ khu định cư. Chúng ta không nhận được nhiều tin tức mới tại tiền tuyến Kubian, Liman. Udai tiếp tục đăng video nhật ký ngày thứ 31 của anh ta lên. Tổng thiệt hại của quân đội Ukraine sau hôm nay lại tăng thêm 5 người nữa, từ 204 thành 209. Về phía lực lượng Ukraine, trong đêm qua đã liên tục tổ chức các đợt công kích bằng máy bay không người lái nhằm làm chậm bước tiến của quân đội Nga ở Sikivka. Đây giống như là Udai nhưng phiên bản là Ukraine, chỉ là không có bộ đếm mà thôi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những tin tức mới. Phải nhắc lại một lần nữa, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Folianski đã nói rằng Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội ký kết một thỏa thuận hòa bình có lợi. Bây giờ, bất kỳ thỏa thuận nào có thể đạt được sẽ phản ánh sự đầu hàng của đất nước này. Và đó là tất cả thông tin cho video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.